Kimikainaki Sinat, Wajikim Bautibuzer nhiều người biết đến Singapore, mới đây đăng tải tin nhắn có ý đồ đen tối từ những người muốn mua đồ đã qua sử dụng của cô. Một số người năm như nỗ lực tóm chuyện và có những đòi hoài bệnh hoạn. Trong đó, một người năm như muốn mua áng lót của Naki Sinat và muốn trả tiền mặt khi giao hàng. Anh ta thậm chí còn đề nghị cô mặc nó cho đến khi cả hai bắt gặp nhau trên tàu điện ngầm. Một tài khoản khác lúc đầu nhắn tin nghiêm túc nhưng sau đó bất thần trở nên đáng sợ. Người này đòi hỏi mua áng quần đã qua sử dụng và chưa giặt của Wajie. Khi Naki Sinat nói áng quần của cô đều đã được giặt, anh ta viết, thế thì em mặc số áng quần đó trong vài tiếng trước khi tôi đến lấy đi. Khi Wajie phản ứng lại, họ đều phớt lờ và kế tiếp đòi hoài. Wajie Singapore Ukinikai Naki Sinat. Phản ứng trước những tin nhắn tục tiểu, Wajie gay gắt, tôi thấy thật được mỉm cười khi một số kẻ nỗ lực hợp lý quá hoặc bình thường quá hành động này, làm như thể tôi đang mong đợi chúng. Bạn nghĩ thế nào cũng được nhưng việc tôi đăng những bức ảnh khoa dòng một không có nghĩa là tôi chấp nhận những hành vi bệnh hoạn. Naki Sinat nói thêm rằng ngay cả khi Nam Nhi mua áng quần của cô để đáp ứng nụ cười riêng, cũng đừng nói với cô ấy. Đó là sự tôn trọng mà những người lạ dành cho nhau.